Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô, một được cộng 20% này, và ắc liên quân trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn, các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Không biết tất cả các bạn nào đã chơi Liliana mùa này chưa? Cực kỳ mạnh các bạn ạ. Clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi, cách combo, cách ra vào Liliana cực kỳ bảo đảo. Và clip này thì clip mình đi rừng các bạn nhé. Thực sự đi rừng thì mình cảm thấy nó vẫn sẽ không hiệu quả bằng đi mid đâu. Nhưng mình sẽ vào rừng để tạo cái độ khó, bởi vì vốn gì rằng Liliana ra đồ game farm rất khó. Cái gì giúp cái tẩu thách mình tôi giết mình chết. Ui đấy. Ui giời, chiều 2 rồi, combo. Ôi trời. Sao cái phá nổ nó ít đám vậy trời. Thực sự rất là ít đám các bạn ạ. Ôi thôi tẻ chim cút về cái phá này thôi các bạn nhé. Ôi thằng KDC kìa, rồi chơi một tẻ phát. Đừng díu ơi, máy mà choáng. Đừng, no, rồi con bướm chết rồi. Xong rồi, máy qua anh em. Máy hồi chiếu kịp chứ. Cái gì díu, tao giết mới chết luôn này. Từ bình tĩnh, choáng. Rồi lao lên, két, ôi không được hàng nào anh em ạ. 72 vàng. Liliana thì thực sự là đi rừng ở giai đoạn đầu game nó farm rất là yếu các bạn nhé. Cho nên mình khuyến các bạn chỉ nên sử dụng đi rừng thôi, là một cái điểm mạnh của Liliana. Thực sự cái lượng đám của Liliana phiên bản này nó rất là to các bạn nhé. Cực kỳ to luôn. Cho nên bạn nào chơi Liliana đi mid cực kỳ mạnh và rất là hiệu quả. Đấy, thằng Vera thì chuyên trì bỏ quái mid đấy các bạn. Liliana phiên bản này chơi rất là khó chết các bạn nhé. Mặc dù mình chết một mảng thôi. Đây là một trong những vị tướng khó chết nhất trong liên quân mobile. Khi sở hữu những cái chiêu thức, đặc biệt khi mà đang trong thời gian hóa cáo trong di chuyển ấy, thì nó sẽ được né sát thương các bạn nhé. Rất là mạnh. Rồi, cái anh mid cứ xuất ngay cái bò đường thế này thì em được ra phám đường à. Đấy, cho nên là thực sự một ít máu thế này thôi, nhưng mình đủ để có thể là di chuyển rất là thoải mái và không sợ sệt bất kỳ một thằng nào cả. Bất kỳ một thằng nào không bao giờ giết được mình đâu. Ơ, cái gì đấy? Trở thằng Zuka. Ôi chào bé ơi, nó ra nó mùi giữa mình ở đấy các bạn ạ. Ôi dồi, ông Vera ông chơi kiểu gì đấy, ông đứng ở đường rông luôn ạ. Đấy, giả như thằng Vera ở lại mid thì mình không chết đâu anh em ạ. Khổ thế cơ chứ, vừa không được đi gánh này, vừa bị thằng Zuka giết rồi. Hai mảng đấy anh em ạ. Thôi anh em không sao, không vấn đề giết. Thực sự là clip này mình muốn làm như vậy để cho anh biết được rằng thằng Liliana nó thọt như thế này mà anh Cương Lao vẫn chơi được, thì đó một cái rất là hiệu quả các bạn nhé. Rồi mình sẽ không lăn má nữa và mình sẽ nói với trọng chủ đề chính. Liliana là một vị tướng có rất nhiều combo chiêu thức. Khi nó ở dạng người thì combo của nó sẽ luôn luôn là chiêu 2 rồi chiêu 1 choáng rồi nổ. Khi choáng rồi nổ thì chúng ta sẽ bắt đầu biến cáo và lao lên. Chiêu 2 trúng người thì chúng ta sẽ dùng quả cầu, nhưng hạn chế. Và các bạn nên nhớ rằng khi dưới một hai vị tướng đổ về thì các bạn sẽ chơi theo kiểu là quăng quả cầu, dùng dính chiêu 2 quăng quả cầu ấy. Còn nếu mà hai vị tướng được lên thì các bạn đừng nên đừng ý mà quăng quả cầu nhá, rồi bị ốm cái đầu máu là chết. Các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Không bao giờ, các bạn nhớ này, cái điểm yếu của thằng Liliana khi thả quả cầu dính chiêu 2 trong giảng cáo ấy thì nó sẽ đứng im trong vòng 1 giây rưỡi 2 giây. Nếu tất cả các bạn mà đứng im mà thả quả cầu ấy thì đó là một cái gọi là ôi đừng trời, cái thằng này két rồi mà vẫn bố két, giỏi thật đấy. Cái thằng spé này mình cảm giác nhìn quen quen các bạn ạ, nó giống cái thằng nào ấy, quen quen cái gì đấy, chết rồi cho mày 10 tỷ luôn. Chẳng qua đâu game tôi muốn chết hai màng ấy, cho khó, tâm dư khó chết trong các bạn ạ. Đấy rồi, cho nên là hy vọng các bạn rằng khi có hai vị tướng yếu không đủ đám giết mình thì chỉ mới được dùng quả cầu các bạn nhé, hoặc solo kill thì mới được dùng quả cầu thôi. Còn không thì các bạn sẽ dùng combo này cho mình chiều ở dạng người chiêu 2 chiêu 1 sóng biển giảng cáo, lướt chiêu 2 bao kích hoạt chiêu 1 và đánh thương. Đó là cái sát thương cơ bản và chính nhất của vị tướng Liliana các bạn nhé. Và khi ở giảng cáo ở giờ game thì các bạn không cần phải combo 1-2 này đâu, 2-1 đâu, mà các bạn chỉ cần biển giảng cáo lao lên quẹt phát đây cái phá này rồi chiêu đấy các bạn. Đây là cách combo thứ hai mà mình muốn nói đến. Đó là khi tất cả các bạn biến giảng cáo, các bạn sẽ lao lên quẹt cho nó vừa đủ một combo, các bạn sẽ
trả ngược lại cái chiêu ba, biến lại cái dạng người và kích hoạt chiêu hai chiêu một là sẽ nổ đám chết một người thôi. Đó là những vị tướng chúng ta cắn được sát thương đủ, hoặc là những vị tướng có dưới một nửa cái máu thì chúng ta làm con bó đó cho chắc chắc chắn. Còn không thì mình khuyên các bạn Liliana chơi chuẩn bị giao tranh thì từ từ lao lên đây, một mảng online chơi các bạn quẹt rất là xa các bạn nhé, quẹt xa lắm anh em ạ. Đấy, còn khi trước giao tranh thì khuyên các bạn đừng bao giờ giải gì mà cầm cái giảng cáo này mà lao vào trước con giao tranh, mà các bạn hãy để rằng người này cấu rỉa combo chiêu 2 chiêu 1. Khi nào trong team địch có tầm 2 vị tướng trở lên thấp máu thì các bạn sẽ biến giảng cáo và các bạn chơi nhá. Đây, từ từ bình tĩnh rồi combo 1 bình tĩnh. Đấy. Có một hàng tép các bạn nhá. Đấy, chơi đơn giản như vậy thôi. Liliana các bạn thương mắc một cái lỗi răng á, các bạn sẽ lao vào cái giảng cáo, các bạn chủ quan nghĩ là có giảng cáo này sẽ nẻ sát thương. Các bạn sẽ bay vào giữa tiếng địch và không ngờ là các bạn sẽ bị bốc hơi rất nhanh. Đấy cái phá này này từ ôi giời. Thôi không sao. Lùi một chút. Lùi cái phá này đánh được. Đấy, máy vẫn đánh được chứ. Đấy có Violet rồi, thả cái phá này rồi, chiêu 2, chiêu choáng rồi, nổ. Đấy các bạn thấy chưa? Cái chiêu thả của câu này ấy thì các bạn chỉ nên thả khi team địch có tầm khoảng 2 người, hoặc các bạn không cái thời gian thả các bạn sẽ không bị sốc sát thương thì các bạn nên thả nhá. Còn không thì hầu như nó thực sự trong nhiều tình huống combat thì cái quả cầu đó hầu như là vô dụng, chúng ta không thể thả được. Mà thả ở cự ly xa thì coi như là chả thả được, chả gây sát thương. Mà thả ở cự ly gần thì các bạn sẽ bị sốc sát thương chết. Cho nên khuyến các bạn, đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Liliana. Cho nên clip này mình nhắc cho các bạn thấy được rằng, cho các bạn thấy rằng là quả cầu Liliana không phải khi nào cũng dùng được đâu. Cho nên các bạn hãy nhớ video đấy nha. Bởi vì đương nhiên rồi, cái lượng sát thương của quả cầu đấy thì lớn nhất của Liliana, to nhất, nổ to nhất, nhưng mà nó cũng sẽ làm mang hại với cho Liliana. Rồi đấy, chung quy rằng các bạn hãy nhớ cho mình này, khi bắt lẻ, combo bắt lẻ của nó rất đơn giản thôi. Chiêu 2 chiêu 1 lướt cáo lao lên luôn, đánh nhau luôn. Chỉ cần các bạn dính combo người ấy thì các bạn tự tin lướt con cáo các bạn lao lên. Đấy là khi solo một bột hoặc cánh hai, chẳng hạn như cái tình huống này này. Từ bình tĩnh rồi, chiêu 1 lướt cáo lên, chiêu 2 quẹt một mảng. Đấy, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Đấy là cách combo thông thường đơn giản của nó. Còn cách combo mà cảm giác như là yếu đám hơn một chút, đó là khi các bạn đang còn rằng cáo giống như cái pha này mình zone thằng du cái, đó là cái pha chỉ zone được tầm khoảng 60% máu của nó thôi. Bởi vì khi biến rằng người rồi thì các bạn chỉ nổ được cái combo 2-1 thôi, còn các bạn đánh thương rất là yếu. Và thậm chí khi các bạn dùng combo để không cắn chuẩn sát thương, các bạn sẽ bị trả ngược lại sát thương chết ngay lập tức. Bởi vì khi các bạn ở đây lao lên, đấy các bạn thấy chưa, cách combo rất đơn giản, dính 2-1 là biển gà là lên chơi luôn. Đây cái pha này đây chơi luôn. Ôi sao ngon lành canh đào hai mảng, rất là ngon các bạn nhé. Đấy các bạn thấy cách mình lao vào như nào, cực kỳ gọi là cực kỳ an toàn luôn. Đấy cực kỳ siêu an toàn các bạn nhé, không bao giờ lao lên trừ đội hình team địch 3 người hoặc 4 người đâu các bạn nhé. Không, Liliana không chơi như vậy đâu. Cho nên clip này các bạn hãy cân nhắc rằng khi trước giao tranh thì chúng ta sẽ cấu rỉa combo ở dạng người này này, chiêu 2 chiêu 1. Và mình khuyến khích các bạn rằng khi tiếp cận một cái giao tranh nào đấy thì các bạn hãy biến như mấy cái dạng người đi, đừng có tiếp cận giao tranh bằng giảng cáo. Bởi vì như nào, khi chúng ta ở giảng cáo thì cái tâm đánh của nó rất là ngắn, mà chúng ta muốn gây sát thương thì chúng ta phải lao tiếp cận sát mục tiêu. Mà tiếp cận sát mục tiêu trong giao tranh thì rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn tiếp cận mục tiêu giao tranh tổng hoặc giao tranh 3 vị tướng trở lên thì khuyến các bạn hãy tiếp cận bằng cái giảng người các bạn nhé. Chẳng hạn những cái tình huống này thì còn chấm máu thì mình có thể dùng cái giảng cáo lên, rất là easy đơn giản. Đấy, rất là đơn giản các bạn nhé. Còn những cái tình huống mà mình cảm thấy nó đã còn phun máu, mình cảm giác như con cáo không thể đủ sát thương được thì các bạn hãy tiếp cận bằng giả người, cấu rìa bằng chiêu 2 chiêu 1. Nếu team địch yếu máu thì nó sẽ dùng con cáo lao lên cái phá này luôn. Đây cái phá này mình sẽ cho các bạn xem này, vẫn giảng cáo nhá, từ nhá. Một quyệt thằng Violet chết thôi. Từ đây quyệt lên đây thằng Violet lao lên rồi, bị chết phải tao rồi. Chịu. Đấy. Đánh thương luôn này, đánh thương phát người này, 1700 máu tổ. Ôi cái đám đánh thương của nó mảnh cực kỳ luôn anh em nhá. Đây, dính này, dính phát này bị chết. Ôi giời xịt rồi anh em ơi. Máy thật đấy. Rồi, từ bình tĩnh. Tao thách mày lên luôn. Đồ chết rồi đấy. Đấy các bạn. Rất là khổ chịu với cái lượng đá của thằng Liliana, nó rất là mạnh các bạn nhé. Cực kỳ mạnh luôn. Đấy, siêu bạn cháy mạnh. Nên clip này mình chốt hạ nói các bạn cách thực sự là cách ra vào khi sau tránh của Liliana thôi. Còn cách chơi thì đấy là một vị tướng nó lâu đời kỳ cựu đâu. Để mà nói là hướng dẫn thì không phải là hướng dẫn, nhưng mình chỉ là gọi góp ý một cái số tinh tiết nhỏ để các bạn chơi Liliana thật tốt hơn. Đấy. Cho nên đang mấu chốt ở đây đó chính là về hai cái bộ combo giảng người và giảng cáo. Thì mình thấy rằng khi ở giảng người mà combo lên thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi ở giảng cáo combo trở ngược lại.
rằng người combo lên thì có thể kết liễu một đối phương 100% máu, nhưng rằng cáo combo một vị tướng thì chỉ được tầm 60% là chủ đạo thôi, không được 100% đâu. Cho nên các bạn hãy cân nhắc hai combo rằng người và rằng cáo nào trước nhé. Rồi tiếp theo, khi ở rằng cáo thì cái dùng chiêu hai nội tài chiêu hai của câu ấy thì chỉ dùng trong những trường hợp hai vị tướng đổ về, và trong hai vị tướng đấy nó không thể xúc sát thương mình trong vòng 1 giây rưỡi 2 giây thì nên dùng quả cầu đấy, còn không thì bỏ quả cầu đi. Các bạn đừng có tiếc quả cầu làm gì nhá, hãy nhớ cho mình điều đấy. Rồi đơn giản như vậy thôi. Còn trong cái mắt tổng thì mình luôn luôn khi cảm giác không có vị tướng nó yếu máu thì mình sẽ tiếp cận combo cam bót băng rằng người sóng bắt đầu biến rằng cáo lên các bạn nhá. Đấy, giống như cái pha vừa rồi nhá, hãy nhớ cho mình cái pha này này, các bạn chơi cực kỳ tốt luôn đấy. Sẽ tiếp cận băng rằng ngươi trước, sau đó chúng ta sẽ lao lên băng rằng cáo. Đây, cái pha này lao lên đây, mình giết con Zuka, bạn xem nhá. Rồi biển thì ngươi chết. Ủa sợ ôi, các bạn thấy chưa, rất là ác các bạn nhé, rất là mạnh đấy. Thì clip Liliana mình chỉ muốn gửi gắm đến tất cả các bạn như vậy thôi, và mình xin chúc tất cả các bạn chơi Liliana là tốt và leo đánh thật là ok các bạn nhá. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip 6, và đừng quên hãy comment cho mình ở đồng cùng một số ý kiến của các bạn và cái phần comment của mình nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, tất cả các bạn ấy mà, yeah, bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. What's something